Xin trân trọng kính chào quý đầy tớ Chúa, kính chào quý cụ, quý ông bà, anh chị em yêu dấu trong hội thánh. Chúng ta bước vào mùa kỷ niệm cứu Chúa giáng sinh và ở trong không khí rộn ràng tưng bừng. Mùa giáng sinh là mùa bận rộn, chúng ta lo cái này, lo cái kia, vui nhưng mà cũng nhiều cái để chuẩn bị. Nhưng mà điều quan trọng mà chúng ta cần chuẩn bị trong mùa giáng sinh năm 2023 này chính là chúng ta dọn tấm lòng của mình để Chúa chiếm hữu trọn vẹn đời sống của chúng ta. Và đây cũng là chủ đề mà tôi xin được cùng học với hội thánh tinh thần đón đắng cứu thế hay có thể nói dài hơn, đầy đủ hơn là tinh thần đón đắn cứu thế giáng sinh nương dựa trong nền tảng kinh thánh Esai đoạn 40 từ câu 1 đến câu số 11 và câu gốc của chúng ta nằm trong câu số 3. Kính mời hội thánh đọc trở lại Esai đoạn 40 câu 3 một lần nữa. Xin chúng ta cùng khởi sự. Có hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va, hãy ban bằng đường cái trong đất hoang cho Đức Chúa trời chúng ta, Esai đoạn 40 câu 3. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa, tham nguyện thi giờ này để xin lời Chúa đến với mỗi lòng chúng ta. Lạy Chúa Cha dấu yêu của chúng con, chúng con khao khát chính lời của Chúa, chúng con mong muốn rằng. Chúa soi dẫn chúng con qua lời của Ngài buổi sáng hôm nay để những gì Ngài muốn phán dạy chúng con, Chúa sẽ làm thành và khiến chúng con văn theo điều mà Chúa muốn dạy chúng con. Con xin dâng người nói và tất cả hội thánh người nghe trong sự điều khiển dẫn dắt ban phước của ba ngôi Đức Chúa Trời. Chúng con kính dân thì giờ quý báu còn lại trong tay cha. Chúng con đồng thanh cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Kính thưa hội thánh, sự kiện Đức Chúa Giêsu Christ ra đời là sự kiện thay đổi dòng lịch sử của nhân loại. Lời Chúa trong Galati đoạn 4 câu 4. Nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, Đức Chúa Trời bèn sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra sanh ra dưới luật pháp. Chúng ta lưu ý cầm từ kỳ hạn đã được trọn. Có nghĩa rằng sự kiện đặc biệt Chúa Giêsu ra đời là một sự kiện ở trong chương trình hoàn hảo tuyệt vời. Một cái chương trình không phải ngẫu nhiên mà thời điểm tốt đẹp nhất Chúa Giêsu đã Giáng sinh. Có nhiều điều để nói đến cái sự chuẩn bị mà Chúa đã sống sẵn, Đức Chúa Cha đã sống sẵn để Đức Chúa Con vào đời. Ví dụ như sự thiết lập của đế quốc La Mã. Trong thời kỳ Chúa Giêsu Giáng sinh, đế quốc La Mã cai trị ở trong một vùng rộng lớn và giữ được cái sự trật tự hòa bình. Và rồi có nhiều đường xá được xây dựng. Hội Thánh có nghe cụm từ quen thuộc đó là đường nào cũng dẫn về La Mã. Do đó, sự thiết lập của đế quốc La Mã giúp cho tin lành, giúp cho phúc âm dễ dàng được lan tỏa đến khắp nơi. Và tiếp theo nữa, trong thời kỳ Chúa Giêsu sinh ra ở trong văn hóa Hy Lạp, điều mà chúng ta biết rằng ngôn ngữ Hy Lạp rất là thuận lợi, phổ biến, cho nên Kinh Thánh Tân Ước đã được chép bằng tiếng Hy Lạp. Nhưng trên tất cả kỳ đã được tròn, đắng cứu thế đã ra đời đúng theo tất cả những gì lời tiên tri được ứng nghiệm Chúa Giêsu sinh ra tại đâu như thế nào và chương trình tuyệt vời đó đã được ứng nghiệm trong đúng thời điểm mà Chúa sinh ra cho nên chúng ta trở lại với Esai đoạn 40 từ câu 1 đến câu 11 mà buổi sáng hôm nay chúng ta học đó chính là lời tiên tri được ứng nghiệm nó liên quan đến sự chuẩn bị cho những tấm lòng đón nhận đấng cụ thể có nhiều lời tiên tri khác nhau nhưng mà lời tiên tri Esai đoạn 40 buổi sáng hôm nay chúng ta học nó liên quan đến sự chuẩn bị tinh thần đón đấng cụ thể Sách Esai cũng giống như quyển Kinh Thánh thu nhỏ thư hội Thánh. Kinh Thánh có 66 sách. Thì sách Esai cũng có 66 sách. 39 đoạn của cựu ước, sách cử ước. Và 27 sách tăng ước. Thì trong sách Esai cũng vậy. 39 đoạn đầu. Cái sứ điệp nó liên quan đến sự trừng phạt, răng đe, và rồi dân sự của Chúa phải bị lưu đày những cái lời tiên báo trước như vậy nhưng cái thư hội thánh sang đoạn 40 giống như là khởi đầu của tăng ước vậy lời tiên tri Esai đến đoạn 40 đến đoạn 66 nói về một cái sự nhấn mạnh rằng Đấng Messia Đấng cứu thế đến và Đấng đó sẽ ban cho chúng ta một niềm vui sự phước hạnh Ngài sẽ thiết lập vương quốc của Ngài trên đất này Chúng ta trở lại với Esai đoạn 40. Kính mời Hội Thánh đọc với tôi câu 1 và câu 2 để xem cái tin mừng mà lời Chúa đang đem đến đây. Xin chúng ta cùng khởi sự. Đức Chúa Trời của các ngươi phán rằng hãy yên ủi dân ta Hãy nói cho tháo lòng Jerusalem và rao rằng sự chiến tranh của nó đã trọn Tội lỗi nó đã được tha Nó đã chịu gấp hai từ tay Đức Giê-hô-va Vì các tội mình Không biết Hội Thánh Đọc hai câu kinh thánh này Hội Thánh có cảm nghĩ gì không? Lời Chúa muốn chuyển tải đến dân Israel một thông điệp. Đức Chúa Trời ngươi phán rằng hãy yên ủi Hãy yên ủi dân ta. Chiến tranh sẽ không còn nữa, cái lời hứa của niềm hy vọng đã bắt đầu. Và lời chúc phán rằng nói cho cho thấu lòng Jerusalem. Hội thánh ơi, nói mà để cho thấu lòng thì chúng ta nghĩ thế nào ạ? À? Nói làm sao cho nó nghe được đó. Nói làm sao mà ngọt ngào, dịu dàng nói cho thấu lòng Nói cho tháo lòng Như một người cha Muốn cho con mình hiểu cái tâm sự của mình Người cha thiên thượng Đang nói với dân sự rằng Cha muốn yên ủi Dân sự của Ngài Cha muốn yên ủi Và Chúa Giêsu Chính là nguồn yên ủi Mà Đấng messi -si sẽ đến Chúa yên ủi dân Israel Bằng một lời hứa mà chúng ta học buổi sáng hôm nay Qua cái tinh thần đón nhận Đấng cứu thế, Đấng messi đến Ba bài học mà chúng ta sẽ cùng học. Bài học thứ nhất, dọn đường để đấng cứu thế bước vào đời sống. Cái tin vui mừng, yên ủi dân sự, đó là đáng cứu thế đến. Nhưng đáng cứu thế đến cần phải có một sự chuẩn bị, có một tinh thần mà lời Chúa phán ở đây. Nằm trong câu 3 và câu 4, phải dọn đường để Chúa bước vào. Có tiếng kêu ở trong đồng vắng Biết kêu rằng hãy mở đường trong đồng vắng cho Đức Giê-hô-va Hãy ban bằng đường cái trong đất hoang Cho Đức Chúa Trời chúng ta Mọi nơi sủng thấp sẽ được cao lên Mọi núi, mọi gò sẽ bị hạ xuống Các nơi gặp ghềnh sẽ làm cho bằng Các nơi dốc hãm sẽ làm thành đồng nội Chúng ta biết một vị nguyên thủ quốc gia Đến một đất nước nào Thì có những sự chào đón đón tiếp Có những sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng Để vị nguyên thủ quốc gia đó có thể đến Và ở đây Chúa có thể đắng Messi Vua Môn vua Chúa muôn chúa đến trần gian Cái điều mà Ngài cần sự chuẩn bị Đó là tấm lòng của con người Điều mà Chúa muốn dân sự của Chúa phải chuẩn bị tinh thần ở đây Đó là dọn đường cho Ngài Cái thưa hội thánh Ở nước Do Thái có nhiều núi Có nhiều đồi Rất là gồ ghề Và Chúa nói rằng là phải dọn đường cái tâm lòng của chúng ta phải bằng phẳng vậy Sủng thấp Dốc núi Có những cái điều kiện gò ghề Phải cần phải sửa lại Để đón nhận đấng cụ thể và Hội Thánh nhớ rằng Ma ơ đoạn 3 câu 3 Trích lại lời của dân Bắp Tích Chức vụ của dân Bắp Tích Chính là dọn đường Ban bằng các nẻo ngài Để Chúa có thể có thể bước vào Cái thưa Hội Thánh Dân sự của Chúa Giống như đồng vắng khô khan Đồng vắng khô khan như vậy Nhưng mà vẫn có tiếng kêu Có phải không ạ à? Cái tiếng kêu nó ở nơi nơi sa mạc cái tiếng kêu dành cho những con người đang cô đơn những con người đang sống ở trong đồng vắng nhưng mà tiếng kêu tiếng yên ủi đó vẫn đang vang dội trong mỗi lòng của chúng ta và phải có những điều kiện để Chúa cứ thế bước vào trong đời sống mà tiên tri Esai đã đặt lên thứ nhất sủng thấp phải được cao lên sủng thấp kính thưa hội thánh Sống thấp là tượng trưng cho những cái tổn thương. Cái sống ở đây là nói đến những cái thung lũng, những cái chỗ thấp, những cái chủng đau thương, những cái tấm lòng bị tổn thương, từ bỏ, bị hiểu lầm. Nó cần phải được nâng lên. Tấm lòng của chúng ta trong hội thánh của Chúa, trong mối quan hệ của chúng ta với anh em của mình có sự tổn thương nào không? Cái sủng thấp này phải được cao lên Tôi nhớ có một cô thanh niên đó. Tin Chúa một thời gian rất là sốt sắng Nhưng có một điều cô nói rằng là Cô không thể nào tha thứ cho cha mình được Cái lý do là hồi nhỏ đó Cha bạo hành Cho nên mỗi lần đi nhà thờ mà nghe nhắc đến cha thiên thượng là Cô cảm thấy nó cái gì đó khó khó nó khó khó sao á Bởi vì người cha Trong quá khứ đã hành hạ cô nhiều lắm Và một Giáng sinh năm đó Trong một bài giảng Cô cảm động Để có thể tha thứ cho cha mình Và cô nói rằng Giáng sinh năm đó Cô mua một cái áo Cái áo Chứ bao giờ cô mua một cái gì tặng ba hết Mua một cái áo về Muốn quà cho ba Người cha cảm động và sau cái ngày mà cô tặng món quà Ở trong đau thương nước mắt Bao nhiêu năm trời hận thù đó Cô làm hòa được với cha của mình Cô thấy nó mừng vui lắm Một cái sự bình an lạ lùng Và cô đời sống của cô theo Chúa nó Lấy một cái chốn cao hơn Và cô kinh nghiệm sự tha thứ cho người khác Sự chữa lành cái tổn thương trong lòng Đem lại sự vui mừng Hạnh phúc Và cha trên trời thỏa lòng vì cô đã tha thứ cho người cha phần xác. Buổi sáng hôm nay, trong cuộc sống của chúng ta có nhiều hiểu lầm. Có những cái sủng thấp tổn thương nào. Ta hãy cầu xin Chúa Thánh Linh giúp chúng ta chữa lành và khóa lắp. Đừng để những điều gì đó trở ngại chúng ta ở trong sự thăng mặt hiện diện đầy trọn của Đức Thánh Linh. Mùa Giáng sinh 2023 này sẽ đầy ý nghĩa với chúng ta khi những sủng thấp được cao lên để Chúa chiếm ngự hoàn toàn. Mọi núi, mọi gò phải bị hạ xuống. Thưa hội thánh, núi, gò hay là đồi tượng trưng cho sự kiêu ngạo, kiêu hãnh của con người chúng ta để đắng cứu thế bước vào trong đời sống chúng ta thì chúng ta cần phải hạ xuống những cái đồi gò núi này khi Chúa Giêsu đến chẳng thể chúng ta biết rằng những người Pharisi những thầy thông giáo những thầy tế lễ những người biết lời Chúa nhưng mà họ từ khước đắng cứu thế bởi vì sao họ biết kinh thánh họ biết rằng đấng xí đến nhưng họ từ chối Đức Chúa Giêsu đấng cụ thể bởi vì họ còn sự kiêu ngạo. Họ kiêu ngạo, họ không đón nhận được. Nhưng chúng ta biết đêm giáng sinh đầu tiên những người giả chân chiên, mục đồng đơn sơ, những con người bình thường hơn hết đã đón nhận Chúa cứu thế trong niềm vui. Họ chạy đến để tìm gặp con trẻ sau khi gặp con trẻ rồi Họ vui mừng báo lại cho người khác Tin lành của Chúa Đáng có thể đến Cho những con người đơn sơ Khiêm nhường hạ mình Cho nên Cái từ hồ thánh Buổi sáng hôm nay Nếu chúng ta thấy rằng con còn có cái núi nào Có cái gò nào Mà chưa bị hạ xuống Thế tinh thần của tiên tri Esai kêu gọi Chúng ta hãy cho nó Cắt nó đi, cắt nó đi để mời vua vinh hiển đáng cụ thể đến trong đời sống của mình. Để Chúa chiếm hữu và bước vào đời sống tươi mới cho chúng ta Hãy cắt hỏi con Những tinh thần kiêu ngạo của con Các nơi gặp ghen Sẽ làm cho bằng Các nơi dốc hãm Sẽ làm thành đồng nội Điều thứ ba Ở đây Nơi dốc hãm hay là nơi gặp ghen nó tượng trưng cho cái sự sai trật cái sự lương lẹo của chúng ta có những cái tội lỗi mà nó liên quan đến cái sự lương lẹo mưa mèo à, sai trật của tội lỗi những cái thói quen xấu của chúng ta chẳng hạn kính thưa hội thánh hội thánh thấy khi chúa giêsu đến trần gian đó thì có một cái thành phần có một người mà giả đò đó là cũng à, nói rằng là lòng tốt đó khi mà ba bác sĩ những thầy thông thái đến tìm thì vua Herod nói gì? Ta nhớ người này nhân vật này không ạ? À? Vua Herod đó ông nói rằng là hãy đi hỏi thăm chắc về tích con trẻ đó khi tìm được rồi hãy cho ta biết. Đằng ta cũng đến mà thờ lại nhưng mà vua Herod có thờ lại không? <laughs> ông muốn tìm Chúa Giêsu để ông tiêu diệt gà. Cái thành phần đốn đắng cố thế như vua Herod là có những con người chống lại Ngài. Những tội lỗi của họ. Cái thưa hội thánh gặp ghen, giáp hãm Đôi khi nó cũng tượng trưng cho những cái thói quen hay vấp phải của chúng ta cái thưa hội thánh. Nó vẫn chưa có thắng được Đôi khi môi miếng này của chúng ta hay nói xấu người khác chẳng hạn. Hay nói thêm cái gì đó chẳng hạn. Chúng ta có những cái tội mà chúng ta vấp phải mà đôi khi chúng ta không để ý. Xin Chúa thương xót buổi sáng hôm nay. Những cái dốc hãm nào trong đời sống của con xin Chúa sang bằng. Buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ dự tiệc thánh. Chúng ta sẽ nhận thánh lễ tiệc thánh và tra xét tâm lòng trũng núi đồi những đường cong quẹo xin Chúa tha thứ cho con huyết của Chúa thánh tại con và xin đấng thánh linh làm tươi mới và đây là tinh thần mà con muốn đón nhận Chúa của thế giáng sinh năm 2023 tôi xin được phép đọc tiếp câu số 5 xin được thánh đọc chung với tôi Esai đoạn 40 câu số 5 chúng ta cùng khởi sự Bây giờ sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra và mọi xác thịt đều sẽ xem thấy vì miệng Đức Giê-hô-va đã phán vậy. Kính thưa hội thánh, khi những sự cản trở dời đi, Đấng mê si đến và lúc đó chúng ta thấy sự vinh hiển của Đức Giê-hô-va sẽ hiện ra. Đương nhiên đoạn Kinh Thánh này cũng nói một phần rằng vua Babylon vương quốc đế quốc Babylon sẽ thấy chứng kiến rằng Chúa sẽ đem dân sự của Chúa ra khỏi Babylon để mọi người thấy rằng Chúa bảo vệ binh vực dân sự của Ngài. Nhưng mà lời tiên tri này nhấn mạnh hơn đến điều sự vinh hiển mà Chúa Giêsu đã đến. Ngôi Lời đã đến thế gian. Ngôi Lời đã trở nên xác thịt đầy ơn và lẽ thật. Chúng ta ngắm sự vinh hiển của Ngài thật như vinh hiển của con một đến từ nơi cha. Giăng đoạn 1 câu 14. Ngôi lời đã ở giữa chúng ta đầy ơn và lẽ thật và chúng ta ngắm sự vinh hiển của Ngài như ngắm sự vinh hiển của Đức Chúa Cha vậy. Chúng ta ngắm được sự vinh hiển Đức Chúa Cha qua Đức Chúa Con. Câu 6 và câu 8 của Esai 40 tiếp theo mọi xác thịt giống như cỏ nhan sắc nó như hoa ngoài đồng cỏ khô hoa rụng vì hơi đức chúa trời thổi qua phải dân này khác nào cỏ ấy cỏ khô hoa rụng nhưng lời đức chúa trời chúng ta còn mãi đời đời lời chúa muốn nói điều gì kính thưa hội thánh lời chúa muốn phán rằng những đế quốc hùng cường như babylon mà dân sự sợ hãi rồi cũng sẽ qua đi tất cả những gì trên thế giới này sẽ qua đi cỏ khô hoa rụng nhưng điều còn lại chính là lời của đức chúa trời mùa giáng sinh dịp chúng ta vui chơi bận rộn nhiều điều chúng ta hãy để lòng chúng ta đến gần với lời chúa Hội Thánh của Chúa chúng ta có thi trường Chúa Nhật. Chúng ta sẽ thi Kinh Thánh Giáng Sinh. Và những gì mà chúng ta đọc học đó là những sự chúng ta đang chuẩn bị tâm lòng để đón đắn cụ thể là điều Chúa đẹp lòng. Bởi vì lời Chúa là lời hằng sống vẫn còn mãi. Và đây là điều mà tinh thần chúng ta đón Chúa bằng cách lấp đầy trong lòng chúng ta bởi lời của Ngài. Đó là tinh thần thứ nhất chúng ta học buổi sáng hôm nay dọn lòng, đón đắng cụ thể. Bên thần thứ hai mà chúng ta học sáng hôm nay Đó là rao báo tin lành Những con người đón nhận niềm vui Tin vui đáng cứu thế Phải đi rao báo Hãy cho mọi người biết Xin hội thánh Xem trong câu số 9 của Esai 40 Ai rao tin lành cho Sion Hãy lên trên núi cao Ai rao tin lành cho Jerusalem Hãy ra sức cắt tiếng lên Hãy cắt tiếng lên đừng sợ Hãy bảo các thành của Judah rằng Đức Chúa Trời của các ngươi đây Chúa muốn nói gì kính thưa hội thánh Đừng có sợ Các con đừng sợ hãi nữa Lâu nay các con sợ bỏ chạy trốn Vì kẻ thù Các con đang lo lắng Nhưng tin vui đã đến và các con phải rao tin lành của Chúa Nhưng mà Rao tin lành không phải đứng chỗ thấp thấp thôi đâu Có phải không ạ à? Đứng trên núi cao Đứng trên núi thật cao Đừng sợ Hãy lên trên núi cao Hãy rao tin lành Và tôi thích cái lời đó là Hãy ra sức cắt tiếng lên Chúng ta ca ngợi Chúa mà Không phải nhỏ nhỏ cái miệng nhỏ nhỏ thôi Ca ngợi Chúa mà cắt cao tiếng lên ra sức để rao giảng tin lành mùa giáng sinh năm nay là mùa cơ hội chúng ta chúa cho con sống động để chúng ta rao giảng tin lành hội thánh nhớ ngày 23 tháng 12 hội thánh của chúa sẽ có chương trình truyền giảng đặc biệt ngày 9 tháng 12 có chương trình truyền giảng tại khu vực 1 tại hội thánh khánh hội trong đó có hội thánh chúng ta và hội thánh của Chúa tại Phú Lợi cũng có chương trình truyền giảng vào ngày đêm 22 tháng 12. Xin đồ thánh cũng đã thêm lời cầu nguyện và có những thiệp mời ta hãy mời những thân hữu đến tinh thần đó là tinh thần Chúa vui mừng trong mùa Giáng Sinh năm đây có thể một cái của lễ nó dâng cho Chúa là một linh hồn một linh hồn trở về nhà cha hội thánh xem lời Chúa trong Esai đoạn 52 câu 7 Lời Chúa khen thưởng những người đem Nhiều người về với Chúa như thế này Những kẻ đem tin tốt lành Rao sự bình an Đem tin tốt về phước lành Rao sự cứu chuộc Bảo si ôn rằng Đức Chúa Trời ngươi trị vì Chân của những kẻ Trên núi xinh đẹp Là giường nào Khi tôi đọc câu kinh thánh này Thưa Hồ Thánh Tôi thấy cái chữ bàn chân nó đẹp quá cái bàn chăn mà người rao truyền tin lành đó Nó xinh đẹp ở trên các núi Chúng ta đi ở trong tiếng vỗ tay reo hò Ta đi ở trong đội quân chiến thắng Ta ra đi để làm chứng Từ công trường này làng nọ Khắp đất nước Việt Nam của chúng ta Nơi nào có tin lành của Chúa mùa Giáng sinh năm nay Xin đắng cứu thế được tôn cao Và nhiều người trở lại và Đó là tinh thần của chúng ta Cảm ơn Chúa Điều thứ ba Chúng ta học buổi sáng hôm nay Trong lời Chúa trong Esai Trong câu 10 đến câu thứ 11 Tinh thần tiếp theo đó là Sống trong sự dẫn dắt Của đắng cứu thể Chúng ta xem lời Chúa Trong câu 10 đến câu thứ 11 Của Esai 40 Này Chúa Giê-hô-va sẽ lấy Quyền năng mà đến Ngài dùng cánh tay mình mà cai trị. Này, sự ban thưởng Ngài ở nơi Ngài. Sự báo trả Ngài ở trước mặt Ngài. Ngài sẽ chăn bày mình như chăn người chăn chiên. Thâu các con chiên vào, chiên con vào cánh tay mình và ẩm vào lòng. Từ từ dắt các con chiên cái đường bụng thưa hội thánh, Chúa sẽ đến và Chúa Giêsu đến mà ngài nói rằng ta là người chăng hiền lành, người chăng hiền lành vì chiên mình phó sự sống mình và Chúa nói rằng kẻ trộm chỉ đến cướp giết và hủy diệt nhưng ta đến để cho chiên được sống và được sự sống dư dật. Hội thánh xem lại trong câu số 10 hội thánh thấy hình ảnh rất là cảm động Chúa lấy cánh tay quyền năng của Ngài để bảo vệ chúng ta. Ngài cai trị ban thưởng cho chúng ta. Ai đụng đến chúng ta là đụng đến con người của Bắc Ngài. Không ai lấy của chúng ta khỏi tình thương của Ngài. Ngài sẽ chăn bày mình như người chăn chiên. Thâu các con chiên vào cánh tay mình. Và ẩm vào lòng. Từ từ dắt các con chiên cái đương bụng. Ngài sẽ chăn giữ bầy chiên Sẽ bồng ẩm chúng ta Và trong mi chê đoạn 5 Họ thánh nhớ lời tiên tri này cũng nói rằng là Hỡi Bethlehem Ephrata Trong hàng ngàn chú đa ngươi là nhỏ lắm Nhưng mà từ nơi ngươi Sẽ sanh ra một đắng cứu thế là Và một lần nữa Ở trong câu 3 và câu 4 phần A Của mi chê đoạn 5 Cũng nói về Chúa Giêsu xu Đắng chân chiên của chúng ta Tôi xin được phép đọc Ngài sẽ đứng vững và sẽ cậy sức mạnh của Đức giê va với oi vọng và danh giê va Đức Chúa Trời mình mà chăn bày của mình. Và chúng nó sẽ ở yên vì nay Ngài sẽ làm lớn cho đến đầu cùng đất. Ấy chính Ngài làm sự bình an cho chúng ta. Cái thưa hội thánh Chúa đến là người chăn chiên. Ngài đến để bảo vệ gìn giữ chiên cho nên tinh thần của chúng ta đón mừng đẳng cụ thể Giáng sinh năm nay. Tinh thần đó là Chúa ơi, con không muốn bướng bệnh nữa. Con không muốn chạy bên ngoài nữa. Con muốn đi vào trong bầy của Ngài. Con muốn ở trong sự chăm sóc của Ngài. Năm 2023 vừa qua, gần kết thúc rồi. Hội Thánh thấy nếu mình đi lạc đường, hay mệt mỏi, sức riêng, thì trong buổi sáng hôm nay Ta chạy đến với Chúa Chúa ơi Con trở về Xin Ngài bồng ẩm con Dắt con Chứ con được an nghỉ trong cánh tay của Ngài Và Chúa đang gian bàn tay của Ngài buổi sáng hôm nay Để Ngài muốn đón chúng ta vào lòng Cảm ơn Chúa Hãy đầu phục Ngài Buổi sáng hôm nay Qua lời Chúa mà Esai Năm 40 Từ câu 1 đến câu 11 700 năm trước Chúa Giáng sinh và lời đó vẫn còn đang vang vọng trong buổi sáng hôm nay với từng con cái Chúa. Ba điều mà sứ điệp lời Chúa muốn dạy dỗ chúng ta giữa mùa Giáng sinh bằng rộn này giữa những sự lo lắng chuẩn bị nhưng hãy chuẩn bị tấm lòng cho Chúa. Đó là bài học thứ nhất chúng ta học. Hãy dọn lòng những sủng, những núi, những đồi xin Chúa sang bằng Xin Ngài chiếm hữu hoàn toàn con tinh thần thứ hai là chúng ta vui mừng không sợ hãi và chúng ta cắt tiếng ca ngợi Chúa rao báo tin lành cho mọi người tinh thần thứ ba ta sống ở trong sự dẫn dắt của Ngài xin Ngài bồng ẩm chúng ta tháng 12 mùa Giáng sinh năm nay sẽ là mùa ý nghĩa khi tấm lòng của chúng ta được Chúa chiếm hữu đang cứu thế bước vào đời sống mình muốn thật hết lòng Xin Chúa ban ơn. Amen.